Hello YouTube, Facebook, cũng như là về keyboard.net. Today I'm gonna introduce you the three keyboard: tyros4, Roland AX9, and the samplewiz on iPad. This combination gives you the ability to wow the audience on the stage. Kính chào các bạn ở trên YouTube, Facebook, cũng như là về keyboard.net. Bữa nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái đàn Yamaha tyros4, Roland AX9 cũng như là samplewiz trên iPad. Thì những cái nhạc cụ này sẽ giúp các bạn có thể bộc lộ được cái niềm đam mê của mình trên sân khấu và làm cho sân khấu nóng bỏng hơn. Ok, check this out.